Các bạn quý thính giả thân mến, xin giới thiệu với các bạn, đây là đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, điểm đến tâm linh không thể bỏ qua tại Hạ Long. Di tích đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn là một ngôi đền thờ đẹp và nổi tiếng linh thiêng. Du khách có dịp đến Vịnh Hạ Long thường ghé thăm đền, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1993. Đền Trần Quốc Nghiễn thuộc phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương mà vẻ đẹp của đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn thu hút rất nhiều khách đến tham quan Vịnh Hạ Long. Lễ hội đền Trần Quốc Nghiễn, tức là đền Đức Ông, được tổ chức thường niên vào ngày 29 và 30 tháng 4 hàng năm. Lễ hội thu hút đông đảo các tăng ni, Phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự. Lễ hội mở đầu bằng lễ rước kiệu qua đường 25 tháng 4, đường Lê Thánh Tông đến chùa Long Tiên rồi trở lại miếu Đức Ông. Quý khách đến nơi đây không những được hòa mình vào không khí tâm linh mà còn được hưởng một vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời từ Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới.